vậy đó. Đó không ạ? Không hỏi cảm giác khác. Cỡ nào nó cũng vậy hết à. Bởi vì cái sọc một cái đi đường dọc, một cái đường này nó đi đường ngang, mình đâu có ấy qua hết được. Anh mới thân được cái tay làm nó để mình cuộn, nhưng mà chưa được may hai nữa là mình làm nẹp gì? Làm nẹp liền, làm nẹp rời thì sao, chỉ việc ủi rồi may cặp nẹp bẻ vô trong thôi. Giờ mình làm nẹp liền dài của em bé với lại hai miếng, một miếng dài nữa. Dài cái đinh keo lộ là phải ủi keo lộ lên dạ. Thì nó cứng cái áo, nhưng mà tại vì mình không có muốn cho nó cứng, nó cứng quá mặt em bé mặt nó cũng không khó chịu. Cuối cùng nó có tiền đi keo không, không có tiền đi keo thiệt mà tiền đủ rồi. Bản là 8 phân hay không? Có nghĩa là mình tính là nẹp mấy? Nẹp 2, mình gấp mặt ngoài, gấp mặt trong, đúng không ạ? Gấp mặt ngoài, gấp mặt trong. Bây giờ mình lấy thêm một lần nó nữa để làm gì? Để mà thay keo. Thay mình ủi keo đúng không? Không, bây giờ mình gấp vô đường may nó cộng. Gấp đầy lên. Giờ mình may mình sẽ thấy. Nghĩa là mình ăn gian á, lỡ như mà mình muốn cái áo nó mềm mại á, nó không có bị cứng thì mà mình nên thay lớp mình làm lại. Nghĩa là thay một cái lớp vải bằng cái gì? Trời ơi, gái còn à, không cần.